Chiều hôm qua, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tri Tôn, dẫn đầu đoàn công tác của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn đến thăm và chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer tại các chùa trên địa bàn xã Lương Phi. Tại các chùa, tại Dung Trên, tại Dung Dưới, Tà Miệt Trên, Tà Miệt Dưới, đoàn đã chúc mừng đến các vị sư sãi, tà cha và bà con trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn đón lễ Sene Dolta an lành, hạnh phúc, vui tươi, tiết kiệm. Đoàn cũng thông tin nhanh kết quả nổi bật của huyện trong phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh, công tác an sinh xã hội của huyện trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tới đây, huyện sẽ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình dân tộc, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ các chương trình này sẽ có nhiều dự án hỗ trợ cho bà con trong vùng đồng bào dân tộc Khmer phát triển kinh tế hộ. Do đó, đoàn mong muốn nhà chùa tiếp tục là cầu nối tuyên truyền người dân khi nhận được sự hỗ trợ sẽ tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương.